Dạ cô xong rồi hả? Nhìn thử nè, thấy gì không? Dạ. Nhưng mà ý là con em anh nó muốn mua đồ để mua qua cho chồng nó, để hồi em kết bạn với nó, em gửi cái mẫu đi rồi em ship qua cho nó, chứ chuẩn bị nó bay về Mỹ rồi. Mày đi đá banh. Ta làm mày ơi. Mày có ăn làm mũi thì qua ta làm cho nè. Mày nghĩ sao vậy? Qua làm đi, tiền bạc tính sao? Mày điên à? Ta chẳng mong cho mày trả. Mẹ, nè. Ý là khi mua mà. Chở mẹ về à Phương? Dạ chở mẹ về. Túi đi đâu không? Thôi anh. Thôi ngày đi. Mệt quá rồi. Sao rồi? Chở mẹ ngày. À mà hết sức quách rồi. Để mai thứ bảy còn cài chứ. Đoán là ngày mai sẽ đông. Tại vì mấy ngày mình nghỉ nữa em kìa. Với lại nhiều người họ tới mà họ đọc thành ra là như thế họ tưởng mong nghỉ ngày 13 mình chưa làm á. Khi họ đọc họ ngược ngược. Nhưng mà thấy mặt bé bên này đỡ hơn mấy bữa đó. Thế giờ bồ kề được ít. Nhớ bồ đèo nghe. Thì đoán trước phải bị đau cho cô nữa thì cũng bị đau chứ đó. Đau miết. Đang đau đây. Hả? Đang bị đau. Đang bị gì này? Bị thái hóa đây. Thái hóa. Đau răng. Cái nhức nhức cho cô đó. Nhức nhức à, em đi chụp phim thử đi. Em chụp đi chứ không là sau này cũng nguy hiểm đó. Cái nó dễ bị. Ví dụ như em làm việc chi mà em quay một cái mà bị lầy cái là bị bị thoát vị đĩa đệm cổ. Thoát vị đĩa đệm cổ là nguy hiểm tới liệt tay liệt chân. Tại vì hắn là hắn có dây thần kinh em hiểu không? Dây thần kinh này của mình đó, là nó là nguy hiểm. Nó có chị nữa đó, chị trời chị bị liệt luôn rồi đó. Chị hả? Bị liệt liệt cái tay, xong rồi cái chân yếu. Xong rồi cái tay, trời chị tập hoặc lấy trị liệu thì nó sẽ đỡ rồi. Đi chụp thì mình tập thôi, mình tập cái bài tập cổ, mình tập cho nó quen. Do em ngồi máy tính nhiều đó, hệ nè. Ngồi máy tính nhiều với lại em đợt này không vận động á. Từ ngày em ra đây chờ em không vận động 2 năm rồi đó. Đúng không? Mình phải vận động, em phải đi tập đi. Tập gì em phải dành ra một xíu thời gian để mình tập á. Chị sau này chị cũng rứa đó. Nhưng mà giờ chừng chưa hứa miết đây nè. Thiệt mà. Nói họ thì ngon lắm. Nói thì như đúng rồi.
hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Rất là em bị rồi đó, em bị cổ rồi đó. Cái đó em tập cổ nhiều vô, kiểu như tập quay cổ rồi. Chứ do mình nhiều khi mình đứng rồi nhiều cũng bị mà. Nhất là nghề như chị nè, ngồi nhiều cúi, ngồi cúi nữa, một tư thế dưới khùng kinh khủng. Vui ừ em, cố gắng nha, cố gắng đi cho lại nha bạn bè ơi. Thả lỏng đi, thả lỏng hết rồi. Chị mới có băng, mới chạy xe tốt chứ nhỉ? Ừ, chứ mượn xe lái về quê về đồ không biết mà. Chạy nhiều quen. Ừ. Chị lái ok chứ. Mà cũng sức đau ghê á. Chị tính em chịu khó lắm á. Ừ. Xem. Mà nhớ chị cũng làm. Nên là đi đâu hay đâu ổng mà làm chị cũng nhờ ổng hết trơn. Dễ nhờ quá mà, dễ dãi quá mà. Bị bà Trang nhờ biết luôn. Ấy là nó không chí. Dễ dãi quá mà, bị nhờ biết thôi. Kệ tôi. Ủa đón trễ rồi anh? À, đến Ngọc rồi, dạ. À. 5 giờ 15 mới xong. Được cái gì?